quen bạn đó. Hôm nay sẽ present concept Christmas của 811. Đây là master cây thông. Em sẽ đây là những cái insert nha. Xong rồi em sẽ mua một cái mô hình để sau đó em customize lại thành cái hình như vậy. Đây là cái góc thứ hai mà anh Dream suggest muốn làm một cái sổ, xong rồi mình sẽ kiểu kỹ bỏ những cái hình năm ngoái, mình design một cái bìa, xong rồi làm cái photo book cho nhiều năm của mình. Even là sẽ có một cái station đúng không? Anh để Polaroid ở đó, xong mọi người cứ lấy chụp hình, xong chụp xong dán vô viết lại bài dòng. Ngay tại Gallery luôn. Chốt lại ở đây có những cái gì mình mua sẵn, những cái gì mình từng customize. Cái hộp những quà cái hộp customize. Customize. Cái sổ là customize. Cái đĩa. Nhưng mà cái thông 2m là nó chỉ cao tới đây. Ừ, 2m hơi thấp. 3m thôi. Nói chung là nghĩa là phải trên 2m, dưới là 2m rưỡi. Tầm 2m2 thì nghĩ chắc đẹp mà, tại mình còn có thể gắn một cái 2m2, 2m3 gì đó. Ví dụ đây là cái thông chụp hình thì em đứng đây. Thế còn ví dụ như em treo. Mình phải chốt tông màu. Anh nghĩ cái dream là câu trời same face với cái cây thông nữa. Đạo vàng nó nhìn nó sang thôi đúng không? Chứ không có định màu mè đâu các bạn. Không màu mè. Ừ. Mission ngày hôm nay của tụi mình là sẽ đi mua cây thông Noel. Đây là lần đầu tiên mình đi mua cây thông trong đời. Christmas ở ngoài Bắc nó không phổ biến như ở trong Sài Gòn nhá. 6 năm nay ở trong Sài Gòn thấy mọi người celebrate Christmas rất là nhiều và rất là lớn. Nhưng mà ngoài Hà Nội á, không có không khí trong này, mọi người không trang trí nhiều như trong này. Trên sao em bình thường em có lần có nhẹ một kiểu extra là kiểu sẽ làm một cây thông siêu to siêu cao. Xong các sẽ có một người đóng vai là ông nhìn nói em một bự nữa. Wow. Nay tụi mình hy vọng là sẽ tìm mua được một cây thông với budget bao nhiêu hả Trinh? Dạ 3 triệu. 3 triệu. Hy vọng là càng rẻ càng tốt để mà trừ cái budget còn lại để mua đồ trang trí. Cái này là không cái này là không khó nhiều quá. Cái này nó upsum 2 triệu 150. Nhưng mà cái này 2m thôi nha. Mình muốn tìm cái 2m rưỡi. Ôi nhưng mà cái này là nó có những cái khác nhau ha. Mình hay có sợi cũ hay sao á. Sợi BU này nọ. Cái chủng lười vậy? Đây là kiểu của nó hay là nó cũ? Nó là kiểu của nó. Hay quá ta. Từ một người không kinh nghiệm thì em có khá nhiều kinh nghiệm đó Trinh. Hồi xưa nhà chị cũng có mấy cây này nha. Hồi xưa nhà chị hay trưng mấy cây giống vậy nè. Này chắc là 2m2, 2m3. Anh Dream là 1m75. 3.870. Hả? Cái này quá là cái lúa rồi. Thì bây giờ lát mình xin cô chú được không? Mình xin là cô chú ơi, còn chỉ có 3 triệu thôi. Frosted sao? Nhưng mà frosted này nó vẫn còn xanh quá ha. Hơi frost quá. Không được rồi, nó là áo bất trình rồi chúng mình. 15 minutes later. Giờ tụi mình sẽ xin số điện thoại để mà nếu quyết định mua thì nhờ ta ship qua. Đó rồi hả? FYI people. Kết quả ngày hôm nay chưa mang được cái thông về. Nhưng có xem được một option. Cái này bây giờ mọi người chết rồi, nan giả quá. Ê mọi người ơi, mình phải tập trung vào đúng chuyên môn nha. Mình tập trung vào đúng chuyên môn nha. Later. Chính. Muốn đi em. Địa điểm thứ hai của ngày hôm nay chính là Peony Home Outlet. Đây là một cửa hàng bán đồ nội thất có rất là nhiều đồ lạ và có chọn lọc. Chỉ có điều là hơi xa so với văn phòng của Chloe. Tụi mình thấy đồ ở đây khá là xinh, nhưng mà cũng vì vậy mà giá mặt bằng chung ở đây khá cao, mặc dù đây đã là outlet rồi nha. Nếu mà bạn nào muốn tìm đồ trang trí tông màu tối giản mà sang thì Chloe nghĩ đến đây cũng khá hợp lý đó. Còn nếu như mà mình mua cây thông cao là mình hết tiền. Tại mua cây cao hơn cũng tốn tiền trang trí hơn. Hello mọi người, welcome to Hà Nội. Thấy hồn không? Tự nhiên ra Hà Nội. Thôi không nghĩ là đợt cuối năm này mà đi nhiều như vậy luôn á. Lúc đầu tháng 12 Chloe còn nghĩ là tháng này mình không có đi du lịch ở đâu hết. Mình sẽ có thật nhiều thời gian ở nhà làm content Christmas. Nhưng mà không, bởi vì cuối cùng Chloe có những cái chuyến work trip nó rất là last minute. Như chuyến này là Chloe đi Hà Nội với anh Jim để mà anh Jim giải quyết công việc của mình thôi. Xong rồi chiều nay thì Chloe và anh Jim sẽ bay ra Đà Nẵng để mà dự một cái event. Cho nên là khi mà Chloe đang away như vậy thì các bạn ở nhà vẫn đang tiếp tục trên cái Giáng sinh. Và yeah, đó là một chút live update của Chloe. Và Chloe nhận ra là mình chưa kể cho mọi người nghe về cái
team gửi tiền nhiều hơn. Hàng năm thì team Chloe sẽ luôn làm tiệc Christmas, bởi vì trộm vía là team ai cũng thích Giáng sinh giống Chloe hết. Và cái thứ hai là cũng là một dịp để mình có thể quây quần ngồi lại bên nhau sau một năm rất là vất vả. Nhưng mà năm nay sẽ là năm đầu tiên tụi mình tổ chức ngay tại văn phòng chính chu của tụi mình. Cho nên tụi mình quyết định là sẽ mời thêm một vài anh chị em ekip thân thiết mà cũng đã đồng hành với Chloe rất lâu rồi, cũng như là hai ba người bạn của Chloe, không phải là ekip nhưng mà cũng biết hết cả team Chloe luôn. Và mỗi năm á thì tụi mình sẽ có dress code cho bữa tiệc. Thì thật ra cái này 2 năm trước Chloe thấy là tụi mình làm chưa có được tốt lắm, bởi vì dress code nó hơi chung chung một chút. Thế là năm nay Chloe quyết định là mình sẽ ra một cái dress code nó thật là lễ hội hơn. Không nhớ là Chloe hay là cả team cũng hưởng ứng, nhưng mà cuối cùng là chúng mình đã chốt một dress code có thể là bling bling, nghe là hiểu rồi ha. Với cái dress code này thì thật ra nữ rất là dễ, bởi vì nếu mọi người có đi mua sắm gần đây thì Chloe thấy là từ các brand quốc tế cho đến local brand đều có đồ bling bling hết. Tuy nhiên các bạn nam trong team á, như là Huy hay là anh Jim nè, anh Trim thì dễ rồi, anh Trim thì điều dặn rồi thì sẽ rất là khó bởi vì đồ nam rất là ít. Nhưng mà Chloe nghĩ là nếu mà tìm được đồ thì sẽ rất là hay. Nhưng mà có một cái ẩn số lớn nhất á, chính là không biết cuối cùng cây thông của chúng mình sẽ là cây thông gì. Thật ra với cái budget mà tụi mình đề ra thì không kiếm được cái cây thông nào mà nó đủ cao và đủ đẹp như mong muốn hết. Cho nên Chloe nghĩ là chúng mình sẽ phải tăng cái budget lên một xíu. Bây giờ chúng mình sẽ transition qua cảnh các bạn đang trang trí ở nhà nha. Cuối cùng Uyên là lại thành công nhất hả? Đây là tác phẩm của Trinh. Trinh ơi, em còn thiếu những cái giấy gì vậy? Giờ sao? Là giờ làm sao bây giờ cho nó không lộ ra ta? Hay là mình giấu cái phần này đi, mình chừa cái này thôi. Đúng không? Đúng. 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 Thông minh quá à. Video is pretty good. Thôi, nó chứ bước không ngoài. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối ngày 13 tháng 12. Và ngày hôm nay thôi anyway, hôm nay chúng mình hẹn nhau là mình sẽ trang trí cây thông, sẽ finally để cây thông lên. Nhưng mà cuối cùng là đến 7 rưỡi rồi vẫn chưa có làm gì hết mọi người. Oh no. Chloe đang hơi bùng, hai em là Huy và Minh. Cho nên là bây giờ mình sẽ chuyển cảnh qua Huy và Minh làm cây thông trước. Mình giải bộ búng tay lại. Búng tay lại. A mess. Và thế là bữa tiệc của chúng mình chính thức bắt đầu. Về một cái, từ hôm còn đang chuẩn bị tới ngày D-Day quá là nhanh luôn. Cho mọi người xem dress code bling bling của team Chloe được mọi người hưởng rất là nhiệt tình nè. Cảm ơn anh John và Hà My đã rất là chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho những vị khách còn đang mãi chơi ở ngoài nha. Anh giới thiệu mọi người đi drag name của mình. Hay lắm. Nếu như mình drag nhưng mình không drag. Hết từ nhé, đâu rồi mọi người ơi mình còn. Cái này là cái không phải cái kính sáng mà cũng tự đánh đá. Anh tự đánh đá lên đó. Wow.
plan ban đầu của anh là định đá lên áo thôi. Xong tiếng anh nhìn thấy cái kính này anh bảo, ủa tại sao mình không định lên nó ha. Ứng cử viên sáng giá giải best dress ngày hôm nay. It's me. Oh my God. Instagram, đối tượng, giáng sinh, sinh nhật, Nguyệt hả? Nguyệt không? Đơn giản. Giản dị. Dị dạng. Dạng người. Người lộn. Yêu. Chết. Rồi thua rồi. Hay quá. Bên trái luôn đi kìa. Rồi hay quá. Merry Christmas. Không quan hệ. Chị em thân tình với nhau. Quan trọng gì? A few moments later. Đúng rồi. Hết chưa? Hết chưa? Nó lên. Nó lên rồi. Nó lên rồi. Bye. Ở bất kỳ bữa tiệc Christmas nào của Chloe hay là của 811 thì sẽ đều có phần Secret Santa. Và rất là cảm ơn mọi người đã chuẩn bị quà và hy vọng là đúng riết hả mọi người. Ok, bây giờ chúng mình sẽ bốc ha. Đây là những quà của mình này. Số 12. Khoan nha, phải mở nha. Wow. Nằm ở đây đúng không? Đây. Wow. Cái gói quà của Kinder xinh nhất. Wow, của chị Minh. Là linh tặng chị Minh đúng không? Yogurt maker. À, đúng hay quá, anh ăn yogurt mỗi ngày quá tuyệt vời. À, anh biết cái này. Ồ, sáng tạo không? Ờ, đây của Trinh. Biết anh cũng mua cái này. Một Chloe gì đây? Wow. Món quà rất là tươi đó mọi người. Rất là tươi. Thích đi kèm cái cây này đúng không? Nhét cái cây vô thì cái này. Tiếp theo là gì đây? Đây là quà của cô gì á? Đúng rồi, đây là quà của cái này hả? Cái là quà của anh cho. Em được nhận quà của chị Mát, chị My. Hai loại nước hoa. Ồ. Nó là của Keith Haring, Chris Artist. Linh Hà. Và quà của Quy Đê. Cũng món quà này rất là em luôn á. Cân. Con này có thể gì ta check được 15 chỉ số cơ thể khác nhau đó. Wow. Thời điểm tốt nhất là mới ngủ dậy, xong rồi mỗi ngày nó sẽ check theo, xong rồi có lịch sử history mình coi ok cơ thể mình thế nào. Uyên Trịnh nên nếu mà Uyên Trịnh đang xem thì đây là món quà Uyên Trịnh nè. Poster. Anh tính để đây hay để ở nhà? Merry Christmas. Kỹ em có highlight quá trời. Bóc con số của anh đi. Chưa khui đi mọi người. Số 7 và số 4. Số 3 đúng không? Đây là quả gym. Mày đếm mở cho nha. Mặc áo. Ôi trời ơi. Đây là hải luôn nè. Nhìn nhở ấy. Son. Công nhận là Huy đang cùng với son dưỡng khác. Vì son dưỡng Huy quá hồng. Wow. Lại là bánh. Wow. Merry Christmas. Còn một cái bao nữa. Vũ Chi. Hiểu. Thì biết đảo vậy đó em lắm luôn. Sau khi Hải và anh Viễn đến gia nhập hội thì tụi mình sát phạt nhau bằng trò ma sói. Chloe nhớ năm nào có đến Christmas là team tụi mình sẽ rủ nhau chơi trò này. Dự định là còn chơi cả mèo nổ nữa nhưng mà ma sói cuốn quá là cuốn. Bữa hôm ấy vui lắm luôn. Ngoài ra thì tụi mình còn chuẩn bị thêm mic để hát karaoke nữa. Thuê hẳn một chiếc loa kẹo kéo luôn nha. Mà thật ra tụi mình ở đây cụ thể chắc là Chloe và Huy quá. Tụi bây giờ xem lại footage thì chỉ toàn thấy hai người hát chính thôi. Huy Tết ngày hôm đó mặc đồ như là ca sĩ đi biểu diễn luôn. Yeah!
bóc qua giùm em, ý là ai bóc cái lá thăm đó giùm em. Lúc đó bạn biết bạn em nói gì không? Cái nào cái đàn của em, cái đàn của em em quyết định đi. Cái nào cái đàn lời hay là cái gì? Mình có hối hận không? Mình thích cái tô kia. From Minh Mèo. Cái chị Minh. Mình muốn quà chị Minh tặng em. Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình là món quà Best Dress của ngày hôm qua. Món quà này dành riêng cho TG Duyên bởi vì cái sự cần mẫn của TG trong từng hạt đá. Sau đây TG xin được phép bóc hậu quả này. It's Vivian Westwood. Trời ơi, đúng không nhở? Trời ơi. Mình sẽ biết phải tháo bên này để mình đeo luôn. Quên góc mặt bên này. Để dám lên cái thằng. Sau 3 năm liên tiếp làm tiệc Christmas cùng team thì Khởi thấy đúng là mỗi năm buổi tiệc sẽ có cái vui riêng. Và có lẽ vui nhất là mỗi năm thì cây thông của team Khởi lại to và hoành tráng hơn năm cũ. Tất cả là nhờ công sức của các bạn trong team Khởi là chủ yếu đó. Khởi rất hy vọng là năm tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà cùng team mình chuẩn bị cho bữa tiệc tốt hơn. Nhưng mà thực tế là đây luôn là khoảng thời gian bận nhất trong năm của mình. Cho nên muốn là một chuyện, nhưng mà còn có làm được không thì chưa biết. Khởi mong là mọi người đã thích Vlogmas 2022 và cảm thấy mình cũng là một phần của bữa tiệc Giáng sinh ấm cúng này. Hẹn cả nhà ở bữa tiệc Giáng sinh năm sau nha. Nếu thích video này thì đừng quên like và subscribe cho channel Khởi nha. Khởi sẽ gặp mọi người ở video lần sau. Stay gorgeous and Merry Christmas.